Bà ơi, đi chợ mua xem cho bạn đăng ký 2 người nữa nhé. Vâng. 2 người nhé, được không? Có tiền đấy chứ gì? Vâng, vâng, thế thì được. Em diễn giả thì không tiền, có vốn, không chịu đi mãi. Người ta nhìn người ta thì có biết là không tiền không? Em chị thì đã có vốn, không tiền, chắc gì đã mất. Thế là mình đã thôi rồi. Thank you.